Hi, 皆さん, konnichiwa. Konnichiwa. Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Samurai Chan. Và tiếp tục video phần trước, hôm nay đến phần số 2, mình và cô Nga sẽ giải đáp 5 cái tình huống mà giáo viên dạy tiếng Nhật thường gặp phải. Rất là hy vọng hôm nay cô Nga sẽ chia sẻ kỹ hơn về các cái đáp án hôm trước. Thì những bạn nào mà đã comment ở phía dưới video hôm trước rồi thì mình cũng rất là cảm ơn. Và hy vọng rằng là những câu trả lời của ngày hôm nay sẽ thực sự giúp ích được một phần nào đó trong công cuộc làm giáo viên giảng dạy tiếng Nhật cho các bạn. Ok, xin chào các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và chia sẻ, giải đáp những cái thắc mắc, những cái tình huống mà khó nhằn của giáo viên hôm trước mà chúng ta đã từng đưa ra, đúng không? Và cái tình huống đấy các bạn còn nhớ không nhỉ? Có 5 tình huống tất cả. Tình huống đầu tiên là gì nhỉ? Tình huống đầu tiên đấy là khi mà mình bị học sinh phê bình, học sinh claim ngay tại lớp thì mình sẽ xử lý như thế nào? À đúng rồi. Thế khi mà bị học sinh phê bình và claim thì thường là bạn nghĩ bạn làm như nào? Nếu mà cái hồi mà mới làm ấy, thực sự là em rất là áp lực. Lúc đấy là cũng khá là bối rối. Chân tay bắt đầu run. không biết là nên làm như thế nào bây giờ. Đấy là một lần nhé. Lần thứ hai là bắt đầu cuống, trả lời liên thoát liên thuyên. Rối đúng không? Đúng rồi. Và về nhà tra lại kiến thức ở trên mạng thì thấy sai hoàn toàn. Thế là hôm sau giả vờ ốm, trốn, không lên trên lớp, không dám gặp lại các bạn nữa. Như mình thì cũng đã từng trải qua những cái tình huống giống như Nghĩa đấy. Nó có nhiều cái cảm xúc từng cái quãng thời gian của mình. Lần đầu tiên mà bị claim ấy thì chắc chắn là mình gần như là rối, không biết trả lời như thế nào. Và lần thứ hai thì khi quen dần với các cái tình huống đó rồi ấy, mình sẽ bắt đầu bình tĩnh lại hơn. Hôm nay mình xin giải đáp rằng là khi mà chúng ta gặp claim ấy thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải lý trí thứ nhất đó là các bạn phải bình tĩnh. Tuyệt đối không được để cho học sinh thấy được cái sự mất bình tĩnh của mình, sự mất bình tĩnh của mình và sự rối trí của mình. Bởi vì lúc đấy vô hình chung nó sẽ khiến cho học sinh cảm thấy mất dần đi lòng tin đối với chính người giáo viên của mình ấy. Lý do không phải là đây là mình đang giấu cái dấu dốt của mình đâu, mà là mình phải thật bình tĩnh để mình xử lý cái tình huống đó, chứ không phải là mình đang nói với học sinh là tôi biết hết rồi. Cô cũng có những lúc sai, đúng không? Thì khi mà học sinh phê bình như thế thì nó có hai loại là phê bình trực tiếp và phê bình gián tiếp. Khi mà chúng ta gặp phải cái tình huống mà phê bình trực tiếp ấy thì cái đầu tiên là chúng ta nên bình tĩnh là tiếp nhận luôn cái tình huống phê bình đó. Ví dụ như bạn học sinh phê bình rằng là em thấy cô dạy em không hiểu gì cả, vậy thì bình tĩnh, mình sẽ xem là bạn không hiểu chỗ nào và mình giải đáp cho bạn ấy. Còn lúc đấy cố gắng giữ bình tĩnh nhá, từ từ giải đáp cho bạn ấy. Rồi những cái loại phê bình khác bạn nói trực tiếp với mình cứ tiếp nhận, xong rồi hỏi cụ thể xem bạn ấy không hiểu chỗ nào hay bạn phê bình ở chỗ nào và mình sửa ngay lúc đấy. Nếu như cảm thấy sửa ngay lúc đấy mà không được thì mình xin phép nợ. Phần này lớp mình chưa hiểu đúng không? Cô xin phép về xem lại để cô xem cái cách nào truyền đạt dễ hiểu nhất cho cả lớp mình thì cô sẽ truyền đạt lại lớp mình vào giờ sau. Okay, tức là mình không được phép là trốn tránh tất cả những cái việc đấy. Vậy thì là như thế thì các bạn ấy sẽ không thể nào bắt mình giải thích ngay được đúng không? Thì lúc đấy chê mà được tiếp nhận thì các bạn ấy sẽ thấy mình không bảo thủ, các bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn với mình hơn. Trong trường hợp mà mình phản kháng thì chắc chắn là nó sẽ căng đấy. Đấy rồi, một tình huống thứ hai nữa đó là khi mà bị phê bình gián tiếp. Chúng ta đi dạy ở các trung tâm thì thông thường sẽ hay gặp phải cái trường hợp là học sinh viết, đi xuống lễ tân viết cái phê bình đó và gửi cho lễ tân hoặc là gửi cho cái hòm feedback. Khi mà nhận được cái đấy thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải xử lý đúng không? Cấm cái trực tiếp thì chúng ta không nên vội vàng phản kháng ngay lập tức. Nhận được cái đó và xem là mình có mắc lỗi ở chỗ nào hay không. Và mình cũng sẽ nói với phía công ty ấy là nhìn nhận cả đôi chiều giúp mình. Ta nếu mình hiểu rõ luôn là cái claim đấy là gì rồi thì chúng ta có thể giải đáp được. Nhưng nếu như không rõ được cái claim đấy là gì, chỉ nói chung chung em không thích cô này, cô em thấy cô này dạy không hay, thì cái đấy mình liệu có giải đáp được không? Chắc chắn không, đúng không? Mình phải thật bình tĩnh, không được cảm thấy xấu hổ, không được cảm thấy buồn hay là lo lắng hay là kiểu quá là bị stress vì cái đấy, mà mình phải giải đáp. Nếu mà là em hồi đấy thì thật sự là em sẽ rất là cảm tính. Em sẽ kiểu cảm thấy mất mặt luôn, và em phải giải thích cho cái bạn lễ tân đấy. Thì mình sẽ nhờ cái bạn đấy nói rằng là giúp mình xem là bạn kia đang không hiểu chỗ nào nếu như bạn kia không muốn gặp mình. Còn nếu như muốn gặp trực tiếp thì tốt quá, thì lại cô trò là có thể trao đổi được với nhau để chúng ta tiếp tục được cái hành trình tiếp theo. Mình không muốn bạn ấy nghỉ học vì mình, và mình cũng không mong là nó có cái ấn tượng gì đó xấu về mình, đúng không? Thì mình nghĩ là mọi tình huống kể cả gián tiếp hay trực tiếp chúng ta đều phải bình tĩnh. Cảm ơn cô. Một phương án xử lý em thấy rất là hợp lý. Nói chung là mình thấy là cái point ở đây ấy, đấy là các bạn phải thật bình tĩnh, đừng quá cảm tính. Cái việc mà tránh voi chẳng xấu mặt nào cả. Đại loại ở đây là các bạn ấy phê bình mình trực tiếp hay là gián tiếp thì nó cũng đều có mặt tốt và mặt xấu, thế nên là cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh và xử lý tình huống là được.
Rồi, xin cảm ơn cô Nga. Thì chúng ta sẽ đến với cả tình huống số 2. Đấy là các bạn đã gặp phải cái tình huống là mình rất là bận rộn và mình chưa kịp soạn được giáo án. Và lên trên lớp, học viên họ nhìn một cái và họ claim ngay. Hôm nay như cô chưa soạn giáo án. Ngày trước là giáo viên của em ấy đã từng bị học viên họ nói với cả em chứ không phải là nói trực tiếp cả giáo viên đấy. Em cảm giác kiểu cô hai lần rồi chưa soạn giáo án. Tại vì là cô nói bập ba bập bõm, nói rất là luống cuống và nó không tự tin như mọi lần. Đấy thì không biết là cái tình huống như này thì mình nên xử lý như nào cô nhỉ? Các bạn có biết là khi mà chúng ta làm giáo viên mà không soạn giáo án, họ nhận ra ở cái điểm nào không? Cái đặc trưng của một người giáo viên mà khi mà không soạn bài bước vào lớp ấy, sẽ hay có cái câu là hôm trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ? Một cô giáo mà lại hỏi lại học sinh là hôm trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ? Thế bắt đầu giáo viên là bắt đầu lần mò mò. À thì nhìn như thế là mình biết ngay. Và chính mình là học sinh thì mình cũng sẽ nhận ra ngay được là cô đang không chuẩn bị bài trước khi bước vào lớp. Và mình rất dị ứng cái câu đấy luôn. Mình đã từng là học sinh và mình như thế. Mình không thích cái điều đấy. Và bây giờ mình quay lại mình làm giáo viên, mình cũng đặt vị trí của mình và các bạn học viên mình cũng sẽ cảm thấy như thế. Cái cuộc sống rất là bận rộn thì sẽ không tránh khỏi được những cái đấy. Cái này nó là cái tính cách của người giáo viên ấy. Không soạn bài thì chúng ta sẽ lên lớp nó sẽ không được trơn tru, nói năng cũng sẽ không được trơn tru, tiến độ của giờ học ấy nó sẽ không chạy được. Hết sức có thể là khi mà chúng ta bước vào lớp thì chúng ta cố gắng là soạn giáo án, mà chúng ta không soạn được giáo án thì tối thiểu nhất có thể là xin các bạn ý cho mình trễ 10-15 phút để mình chuẩn bị tâm thái, chuẩn bị kiến thức, để chuẩn bị các thứ để ít ra xem lại một chút trên ngày hôm đấy, hôm trước các bạn học cái gì. Kiến thức của mình chắc chắn là rộng hơn các bạn học sinh rất là nhiều thì mình cái sự chuẩn bị của mình có thể là nhanh, rất nhanh. Thì đấy là cái trường hợp tối thiểu nhá. Mình không khuyên các bạn làm như thế đâu. Nhưng mà khi trong trường hợp mà bất khả kháng buộc phải làm như thế thì chỉ có cái lời khuyên nho nhỏ đấy thôi. Nhưng còn mà cái lời khuyên cho mình dành cho các bạn trong cái lúc mà đi lên lớp là nhất định là phải soạn giáo án. Dù thế nào cũng vẫn phải soạn giáo án. Ngày xưa các cụ đi ra chiến trường đi mang cái gì đi nhỉ? Đi đánh giặc thì mang cái gì? Mang kiếm. Và giáo khoa kiếm. Mang kiếm, mang súng, đúng không? Thế thì giáo viên thì chắc chắn là đi ra đi dạy phải mang giáo án. Mang giáo án, đúng không? Thế thì đấy là cái giáo án nó cũng chính là vũ khí của các bạn. Thì mình lời khuyên dành cho các bạn là chúng ta nên soạn giáo án. Phải soạn giáo án khi đến lớp. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến với cả tình huống số 3. Theo cô thì cái việc mà mình mắng học sinh trước lớp ấy, đang trong giờ học ấy, mắng trực tiếp này thì cái đấy nó là nên hay không nên? Theo em thì nên không nên. Cái thời của em ngày trước thì em vẫn theo phong cách nó hơi cổ điển chút, thương rồi, cho roi cho vọt. Nên là em mắng cũng khá là nặng ấy. Cậu làm cái trò gì trong lớp ấy? Đi ra ngoài kia. Kiểu ngày xưa thời cô mà học cấp 3 các thứ, các thầy cô có mắng gay gắt như thế đấy. Bây giờ nó hơi khác một chút, bắt đầu là người ta cũng quan tâm nhiều đến những cái tâm lý cảm xúc của trẻ em hơn và người học hơn. Trong cái trường hợp như này thì mình sẽ chia nó ra hai kiểu. Một là chúng ta nhắc nhở, hai là chúng ta phê bình. Có những cái dạng là nhắc nhở một câu, hai câu hoặc là nhắc nhở nhẹ nhàng, đúng không? Thì cái tình huống đấy mình nghĩ là có thể thực hiện ở trên lớp cũng có, và thực hiện ở bên ngoài cũng có, ngoài giờ học cũng có. Còn cái phê bình thì chúng ta nên làm ngoài giờ học, tức là gọi bạn học viên đấy ra ngoài. Thì bây giờ mình sẽ nói trước về cái vấn đề về nhắc nhở nhá. Có những cái tình huống mà các bạn vi phạm mà nó nhỏ, thế thì chúng ta không thể nào mình lại mời bạn đi ra ngoài. Cứ bạn này mắc lỗi lại mời bạn đi ra ngoài để nhắc nhở một câu rồi đi vào thì không nên. Chúng ta nhắc ngay ở trên lớp luôn. Thông thường thì mình hay có những cái câu đại loại như thế này để mình nhắc nhở các bạn trên lớp. Ví dụ như các bạn thì mất trật tự chẳng hạn. Thì mình cũng tránh là Nào mất trật tự quá. Mình sẽ không nói như thế nhiều. Mà mình sẽ cô thấy lớp mình vẫn còn người, vẫn còn bạn mất trật tự nha. Lớp mình đang nói chuyện nha. Lớp mình đang rất ồn ào nha. Nếu mà lớp người lớn mà thấy mà đang rất là ồn ào thì mình cũng có thể là các bạn lắng nghe đi, hoặc là các bạn ấy đang không tập trung mà lớp mình vẫn chưa tập trung nhé. Nhắc chung chung như thế, nhưng mà mình sẽ nhìn vào một cái bạn nào đó, bạn ấy đang mất trật tự, bạn ấy đang không tập trung. Thì khi mà nghe thấy cô nhắc và giọng to hơn một chút, nhấn mạnh hơn một chút như thế thì bạn ấy sẽ cảm thấy là hình như cô đang nhắc mình, nhưng mà cũng không bị nêu tên. Còn một trường hợp thứ hai, nếu như mà cái lớp mà trẻ con mà mình đang dạy bây giờ ấy, lớp bé thì vẫn có thể nhắc tên Nam nhá, Nam vẫn đang
chưa tập trung nhá, thì mình cứ nhẹ nhàng với cái giọng nói nhẹ nhàng như thế thôi. Lúc đấy thì vẫn phải quay lại về phía cô đúng không? Đấy là cái trường hợp nhắc nhở. Thế còn phê bình ấy, thì thường là những cái trường hợp học sinh hư hay là hỗn hay là có những cái thái độ không tốt đối với giáo viên ấy, hoặc là chưa được lịch sự với giáo viên, chưa được tôn trọng, thì mình nên gọi bạn ấy ra ngoài ở một cái không gian riêng, xong rồi nói chuyện. Bây giờ sẽ phân tích là lý do vì sao em đã có những hành vi như thế, cô trò cùng nói chuyện và làm sao để mà cố gắng là dù là chúng ta nhắc nhở các bạn ấy hay là phê bình các bạn ấy, sau đó thì phải khuyên các bạn ấy để các bạn ấy quay trở lại lớp học một cách vui vẻ, chứ không làm giãn cái khoảng cách giữa cô và trò. Vâng. Và thậm chí có những bạn nếu mà chúng ta phê bình mà cái cách phê bình mà không đúng á, vâng, có thể bạn học sinh mới bỏ học luôn. À. Thì cái đấy nó lại là hiệu quả ngược lại, đúng không? Mình là giống như kiểu là phụ huynh ấy, vâng, là cha là mẹ, là anh là chị của các bạn ấy, vâng, để mà khuyên giải, chứ mình không áp đặt rằng bạn là học sinh bạn phải tôn trọng tôi, bạn phải ý mẹ không thế khác. Vâng. Thì đấy là không nên. Thì là mình cái lời khuyên cho các bạn giáo viên là chúng ta cũng trong bất kỳ tình huống nào thì chúng ta cũng không được để cảm xúc của mình nó đẩy lên, lúc đấy rất là khó chịu đúng không? Nhưng cứ bình tĩnh, tóm lại là lại bình tĩnh. Vâng. Hỏi đây vẫn là bình tĩnh. Bình tĩnh xử lý okay tình huống. Dạ. Ok, chúng ta sẽ đến với cả phần số 4. Đấy là trang phục của giáo viên mà khi đi giảng dạy như thế nào. Mình có nên được ăn mặc hở hang không ạ? Tại em thích giáo viên hở hang quá. Nhớ hôm trước Nghĩa con nói là gì? Tốt của em sẽ đến rất đều. Thực ra cô thì không phải nói là giáo viên không được mặc hở hang đâu. Vâng. Các bạn biết vì sao không? Mặc thế nào thì là giáo viên đấy thích thì mặc, ta không thể cấm được đúng không? Vâng. Nhưng lời khuyên của mình ấy, thì các bạn nên mặc ăn mặc lịch sự và kín đáo. Bởi vì sao? Chúng ta hở chỗ nào học sinh sẽ nhìn ở chỗ đó. Mất tập trung nữa. Đúng rồi, mất tập trung chính xác. Kể cả là bé hay lớn hay là ở bất kỳ lứa tuổi nào, hay là nam hay nữ cũng thế. Vâng. Nhưng có một cái sự kiểu như chú ý vào một cái phần nào đó hoặc chú ý vào cái chỗ nào đó nó bất bình thường đúng không? Vâng. Thì tự nhiên là sẽ quên đi cái việc học của mình. Rõ ràng là chúng ta đang dạy học mà, đang muốn học sinh tiếp thu những cái kiến thức của mình mà tự nhiên mình để cho học sinh phải quan tâm quá vào một cái chỗ khác. Thế là chúng ta đã bị giảm mất cái hiệu quả của giờ học rồi. Và hai nữa là chúng ta nên để cho học sinh nhìn cô với cái sự ngưỡng mộ, rằng cô không chỉ có kiến thức và cô có một cái sự lịch sự và cô có một cái sự đạo mạo. Nên là như thế thì mình vẫn thích hơn là học sinh ấn tượng ở mình ở cái chữ là cô đấy rất là sexy. Cô đấy rất là sexy. Thì cái từ sexy đấy nó không dành cho giáo viên lắm đúng không? Thế nên mình khuyên là nên để học sinh tập trung vào mục đích chính của chúng ta là dạy học. Vâng. Nhưng mà đừng mặc xấu quá nhá. Đúng rồi. Ờ, vẫn phải chỉnh chu. Học sinh rất thích giáo viên mặc đẹp và sáng sủa nhá. Vâng. À đấy thì một cái nữa đó là mặc lôi thôi á, tuột cúc hay chỗ nào đó hoặc là chẳng may bị lỗi quần áo, cái đấy cũng cần phải chú ý nhá. Trước vâng khi bước vào lớp phải xem lại mình xem là đã ok chưa nhá. Vâng. Cái đấy cũng là cái mà khiến cho học sinh mất tập trung. Mất tập trung. Mấy anh em xem video này để ý nhá, vào lớp tập trung vào. Tiếp đến là phần số 5, phần này thì thực ra em cũng khá là quan tâm. Nó là về cái phong cách cũng như là cái cách mà mình giao tiếp với cả học viên ở trong lớp ấy. Ví dụ ngày xưa có một số bạn gái xinh xinh ấy, hay gọi em là anh. Tự nhiên anh xưng bảo là cái phần này em không hiểu, có cần anh giải thích lại không? Thật ra trong lớp không phải là có mỗi hai bạn đấy. Nó còn nhiều các cái anh chị lớn tuổi rồi là người đi làm các thứ, rất là nhiều đối tượng ở trong lớp đấy. Bây giờ mình xưng như thế thì không biết là liệu có ổn hay không. Và trong trường hợp nếu mà học viên họ cứ xưng như thế thì mình phải biết cái cách xử lý như thế nào hợp lý. Không biết phần này cô có ý kiến như thế nào? Câu hỏi số 5 của chúng ta là liên quan đến cách giao tiếp với học viên, học sinh, và hai là về tác phong của giáo viên đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi cái đầu tiên, đó là cách giao tiếp. Cách giao tiếp của giáo viên với học viên và cách giao tiếp của giáo viên với học sinh khác nhau vì tùy từng đối tượng học viên là khác nhau. Như Nghĩa vừa con nói là mình gọi học sinh là xưng anh và em đúng không? Cái đấy là hoàn toàn không hợp lý đâu. Vì cái đấy nó giống như là đi dạy gia sư thôi. Ví dụ như cả một lớp đều cùng một độ tuổi thì các bạn biết là học sinh rồi, mình gọi là các bạn rồi đúng không? Còn trong một lớp giống như ở trung tâm thì có nhiều độ tuổi khác nhau, học viên khác nhau, thì lúc đấy là chúng ta là nên tôn trọng. Và thực ra thì mình không thích lắm cái cách xưng hô là tôi với các anh chị đâu. Nghe nó cứ có cái khoảng cách của gì ấy. Thì cái này nó hơi giống như các giáo sư lớn lớn tuổi, già già một chút ấy. Vâng. Thì rất hợp. Nhưng mà ở cái lứa tuổi như chúng ta và tự nhiên đi dạy mà xưng hô như thế học sinh cảm thấy ngại ngại đúng không? Liên quan đến cái giao tiếp với học viên thì chúng ta nên để ý cái dùng từ nhá. Đó là nói bậy có được không? Không được đúng không? Hãy mày tao được không? Không được đúng. Thì đấy là giao tiếp với học viên, dùng từ với học viên rất rất là quan trọng. Đấy thì chúng ta để ý đến thứ nhất là cái cách xưng hô. Thì theo mình thì nên là sensei và các bạn.
là mình thấy là an toàn nhất. Trong lớp nếu mà chẳng may mà có học viên mà lớn lắm, một bác 60, 65 tuổi thì đấy, thì xưng tôn. Thì lúc đấy thì là tôi mời bác phát biểu ạ. Thì lúc đấy nó cũng vẫn là lịch sự. Mình xưng là sensei em thấy nó là an toàn nhất. Còn nếu mà học viên họ như nào thì tùy họ thôi. Mà mình vẫn là mình chứ họ gọi mình là anh là mình cũng xưng là anh thì nó không được hợp lý lắm. Đấy, một cái tiếp theo đó liên quan đến tác phong. Ở đây tác phong là mình nói như thế nào nhỉ? Đây, vào lớp thì kiểu mình ngồi như này thì bạn thấy giáo viên mà cứ ngồi suốt ở trời như này thì thấy ổn không? Được. Bắt chân chữ ngũ các thứ này có ổn không? Vâng. Trông thầy này hơi khệnh đúng không? Hoặc là trông cô này hơi khệnh đúng không? Thêm một cái nữa đó là thầy đút tay túi quần cả một giờ, xong là thầy kiểu giảng bài cứ như này. Đấy là cái tác phong đấy. Vâng. Thực ra là tùy từng độ tuổi thôi. Viên ấy thì họ sẽ càng lớn họ càng để ý đến giáo viên. Thấy cứ giáo viên mà trông thầy khệnh khệnh ấy, hoặc là giáo viên nhìn trông cứ kiểu thiếu tự tin, cô hoặc là cô kiểu cứ chống tay vào bàn suốt cả một buổi run. Không thế nào đó cũng thể hiện cái sự mà thiếu tự tin đối với học sinh ấy. Tức là học sinh sẽ cảm thấy không còn tin tưởng cô nhiều nữa. Mà mình làm sao đấy là mình đứng thẳng lưng này, không nhìn thẳng vào học sinh, nhưng mình sẽ nhìn vào một cái điểm ở trên đỉnh đầu của các bạn để bớt căng thẳng. Nếu mà bạn nào mà mới đi dạy bớt căng thẳng, nhưng mà mình vẫn rất hoành tráng, vẫn rất là hiên ngang đúng không? Thì cái sự hoành tráng hiên ngang đó nó cũng sẽ giúp cho mình nói năng và được lưu loát đấy. Đôi khi các bạn cứ dựa chỗ nọ đến chỗ kia thì các bạn cũng sẽ làm mình lúng túng. Em thì bình thường em cũng không dám nhìn học viên lắm. Hồi mới đi dạy nhìn mà chẳng may bạn nào đang lườm mình là chắc chắn là mình sẽ bị xoắn đấy. Hơi thiếu tự tin một chút. Một là tác phong mang tính chất là thể hiện sự tự tin của giáo viên, hai là thể hiện cái sự lịch sự của giáo viên. Lịch sự ở đây là chúng ta sẽ không khệnh khạng, khoanh tay xỏ túi để dựa chỗ nọ dựa chỗ kia các thứ. Và hai nữa là chúng ta thể hiện sự thiếu tự tin của mình là cũng vịnh chỗ nọ vịnh chỗ kia, xong rồi là mặt thì cứ nhìn xuống đất. Đấy là cái tác phong. Wow, toàn là những kinh nghiệm mà rất là hay đúng không ạ các bạn? Thì vẫn còn rất là nhiều những cái tình huống mà thực sự khi làm giáo viên, bởi vì người ta vẫn hay nói là làm giáo viên là nghề làm dâu trăm họ. Đúng, nhưng mà mình nghĩ rằng là năm cái tình huống này nó là năm cái câu hỏi mà các bạn giáo viên kiểu gì trong quá trình làm giáo viên thì các bạn cũng sẽ gặp phải. Rất là hy vọng là những chia sẻ của cô Nga với cả của mình ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn một phần nào đấy trong hành trình làm giáo viên giảng dạy tiếng Nhật sắp tới của các bạn. Và nếu các bạn thấy video bổ ích thì nhớ like và subscribe channel Samurai Chan của mình. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Hai, Ega sensei, hontou ni domo arigatou. Bye, sayonara. Bye bye.